Xin chào quý vị các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì Ngọc Đăng sẽ mang đến đây vào trong video này một chiếc Range Rover Autoview của Daffy. Tuy nhiên thì đây là video mà Ngọc Đăng không phải để review chi tiết về xe. Ngày hôm nay thì Ngọc Đăng thực hiện video này để giới thiệu đến quý vị các bạn về một màu sắc rất là đặc biệt trên mẫu Range Rover Autoview của Daffy. Và Ngọc Đăng nhận thấy rằng đây chắc chắn sẽ là hiện tại là chiếc Autoview của Daffy sở hữu màu đắt nhất ở Việt Nam, và chiếc xe với trang bị option đầy đủ cũng như là màu sắc tổng hòa với giá trị xe lớn nhất trong phiên bản Autoview của Daffy tại Việt Nam. Và màu sắc mà Ngọc Đăng muốn giới thiệu đến quý vị các bạn ngày hôm nay đó chính là màu British Racing Green. Hiện tại thì Hà Nội đang khá là nắng, hiện tại đang rơi vào khoảng 37-38 độ ngoài trời. Thì hôm nay thì Ngọc Đăng quyết định là đưa chiếc Range Rover với màu sắc British Racing đưa ra ngoài trời như này và đứng trước sảnh của showroom để có thể là mượn ánh nắng mặt trời dọi vào chiếc xe để quý vị các bạn có thể chiêm ngưỡng được sự đặc sắc của màu British Racing Green khi mà để dưới ánh nắng mặt trời. Thì các bạn khi mà nhìn góc độ xa thì các bạn có thể nhìn thấy màu sẽ hơi trầm. Tuy nhiên khi các bạn càng đến gần hơn thì các bạn có thể nhìn thấy cái độ xanh của màu British Racing Green này nó sẽ hơi sáng hơn so với cả màu Belgravia Green. Đây là chiếc xe của một khách hàng đã đặt hàng khi mà cái thời điểm mà lên cá nhân hóa ấy, thì khách hàng đã lựa chọn màu sắc rất là đặc biệt này bởi vì tất cả đều có lý do hết. Khách hàng này đã có một quãng thời gian rất là dài sống ở bên Anh và được ảnh hưởng bởi văn hóa Anh cũng như là cái thói quen, và khi về Việt Nam thì khách hàng rất là muốn là đặt một chiếc xe với màu sắc mang hơi hưởng và một cái gì đó gợi lại khi mà khách hàng ở Việt Nam và gợi lại những kỷ niệm mà hồi còn sống ở bên Anh. Các bạn hoàn toàn có thể để ý rằng cái tên mà khi mà Ngọc Đăng nhấn mạnh khi mà kể về màu sắc này, British Racing Green, ngay ở phía đầu thôi đã có chữ British. British có nghĩa là theo tiếng Anh dịch ra là mình sẽ thuộc về người Anh này, thuộc về Anh, thì nó sẽ mang hơi hướng là của Anh và nó là một niềm tự hào của nước Anh khi mà nhấn mạnh đến cái màu này. Các bạn hoàn toàn có thể để ý rằng là những chiếc xe đầu tiên của nước Anh về dòng xe đua này, dòng xe Jaguar này, hoặc là những chiếc xe mà được chạy trong dàn xe của hoàng tộc Anh cũng được mang màu xanh rất đặc biệt này. Và các bạn biết không, màu sắc này cũng giá trị rất là cao nhá. Hiện tại bây giờ nó đang là màu sắc mà Ngọc Đăng nhận thấy rằng là màu sắc có giá trị cao nhất với phiên bản Range Rover Autoview của Daffy, cao nhất mà Ngọc Đăng đã từng quay đến quý vị các bạn, với giá thành với giá là 681 triệu để khoác lên màu sơn British Racing Green này, rất là cao đấy để làm cho một chiếc xe siêu phẩm như này. Bây giờ hãy cùng Ngọc Đăng đi chiêm ngưỡng qua một vòng xe này, đầu đuôi hông, để quý vị các bạn có thể chiêm ngưỡng thêm về một siêu phẩm, một chiếc xe đặc biệt như thế này nhá. Đầu tiên thì phần đầu thì Ngọc Đăng đã giới thiệu đến quý vị các bạn rất là nhiều về các cái phần chi tiết về sự thay đổi của mẫu Range Rover mới rồi. Đây là phiên bản Range Rover Autoview của Daffy Long Cuban, phiên bản 5 chỗ và đầy đủ ghế thương gia phía đằng sau. Phía đằng trước thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là quý khách hàng này đã lựa chọn cái màu chữ Range Rover, màu cản đã là màu trắng, màu bạc nhé, để cho nó tôn lên cái màu British Racing Green này. Và đây là video về giới thiệu về màu là chính, giới thiệu đến quý vị các bạn để các bạn xem được cái màu này rất là đặc biệt. Công nghệ đèn thì công nghệ cái đèn tối tân nhất, cao cấp nhất của Range Rover rồi, Digital LED. Đây, khi các bạn đứng ở phần hông, các bạn có thể nhìn thấy tổng diện của xe là trục cơ sở dài. Và chiếc xe này đã được lắp bệ dẫm sẵn này, bề bậc điện sẵn này. Hôm nay trời khá nắng đẹp nên là Ngọc Đăng đưa xe ra để quay cho quý các bạn xem. Nội thất bên trong là màu caraway, màu caraway đều nhé các bạn nhé. Và có ốp gỗ ốc chó rất là đẹp. Mâm mà quý khách hàng lựa chọn đó là mã mâm 1075 23 inch, có phay sức kim cương tương phản, rất là đẹp và khỏe, thể thao. Đây là mã mâm mà rất là nhiều khách hàng lựa chọn. Các bạn có thể nhìn thấy khi mà trong một mùa hè như thế này mà thấy một chiếc xe với cái màu xanh đặc biệt như này thì nó sẽ rất là mát và rất là dịu mắt. Các bạn có thể để ý thấy ở phần đèn hậu phía sau, phần đuôi. Mời các bạn đi có một vòng, vì đây là một video không phải là giới thiệu về option xe, vì đây là video mà Ngọc Đăng muốn giới thiệu với các bạn về màu xe là chính. Còn option thì Ngọc Đăng nghĩ là Ngọc Đăng đã giới thiệu khá là nhiều video rồi, Ngọc Đăng sẽ không giới thiệu lại nữa.
tránh sự nhàm chán. Mời camera đi vào gần nhé. Phần sau thì đầy đủ option. Đầu tiên là từ loa này. Loa chúng ta có loa cao cấp nhất của Land Rover, Meridian Signature 35 loa 1600W. Rất là phê khi mà các bạn thưởng thức những bản nhạc khi mà các bạn đi xe. Ở đây chúng ta đã có một cặp màn hình giải trí ở phía đằng sau, đầy đủ ở đây nhé. Có bộ ghế thương gia, có bệ đỡ bắp chân đầy đủ, bệ đỡ dày. Đầy đủ tính năng, đầy đủ option rồi. Phía trước, đây là model 2024. Chính vì vậy thì cái khu vực này đã thay đổi và loại bỏ đi khu vực tinh chỉnh chế độ lái cũng như là nút volume lên trên màn hình chính. Model 24 chính vậy các bạn có thể được thừa hưởng thêm cái vô lăng bọc gỗ da Simia D-Line, sờ rất là mịn tay và có đục lỗ thông hơi, có sấy sửa làm mát, có massage đầy đủ cả 4 ghế quý vị các bạn nhé. Đó, càng quay gần mà càng đứng gần thì các bạn có thể nhìn thấy được cái sự đặc biệt của cái màu sơn này, khác biệt hoàn toàn với cả những cái màu xanh mà trước đây Ngọc đang quay. Trước đây Ngọc đang hay quay cái màu Pearl Gravel Green thì màu nó sẽ xanh ngọc lục bảo, nó sẽ xanh sâu, còn màu xanh này nó sẽ xanh sáng, giúp cho chúng ta nhìn thấy cái sự đặc biệt, nhất là chạy dưới ánh nắng mặt trời hoặc là kể cả để ở trong nhà cũng toát lên cái vẻ đẹp nó khác biệt. Phần cốp xe còn khá nhiều đồ bởi vì xe này thì đang để trong trong kho để chờ khách hàng. Như vậy thì đây ở sau khá nhiều đồ, các cái bọc rỗng như này. Xe có hai màn hình, như vậy sẽ có thêm hai cái tai nghe đi kèm như này và có bệ đỡ bắp chân này, thì cái này là cái bọc bệ đỡ bắp chân để chúng ta để bên chân cho nó êm, và cái này là cái bọc đầu. Đây là cái bọc đầu, cái này khi các khách hàng mà nhận xe sẽ bọc lên. Vừa rồi thì các bạn đã được Ngọc Đăng giới thiệu đến quý vị các bạn về mẫu xe Range Rover Autobiography với màu sắc rất là đặc biệt, British Racing Green, là một niềm tự hào của Anh. Và chiếc xe này là một khách hàng đã cá nhân hóa lựa chọn theo màu mà khách hàng lựa chọn và yêu thích, với mong muốn là gợi lại kỷ niệm khi mà sống ở Việt Nam nhưng mà đã nhớ lại những hồi ức những kỷ niệm mà sống ở Anh. Là màu sắc rất là đặc biệt và có giá trị rất là cao và đem lại cái giác quan nhìn rất là lạ. Chính vậy Ngọc Đăng đã thông qua video này để giới thiệu đến quý vị các bạn về màu xe này. Và nếu như quý vị các bạn cũng muốn xem chiếc xe này thực tế thì mời quý vị các bạn đến với cả showroom Land Rover, địa chỉ 467 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, để có thể là mời quý vị các bạn xem thực tế màu xe thực tế. Đôi khi có thể là thông qua video thì các bạn có thể xem được màu rồi, nhưng các bạn muốn xem thực tế hơn, nhìn gần hơn chẳng hạn, thì các bạn hãy liên hệ với Ngọc Đăng để có thể là mời quý vị các bạn xem xe thực tế. Một lần nữa cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý vị các bạn tại các video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào.